Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Zutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft, thanh gươm diệt quỷ. Và ông hiểu luôn. Coi con quỷ có đôi mắt thâm quần kìa. Nó nhìn vô trong chỗ mấy trụ cột mà nó không để ý là... Ôi, cho chết tiệt. Ui, cái thợ săn quỷ đó đánh lén mà cũng không xong nữa. Mẹn thế ơi. Mà không hiểu sao luôn, mấy thanh niên quỷ đó nhìn cái trụ cột rất là chăm chú nha. Lạ thiệt. Rồi, và bữa nay thì mình sẽ tiến hành một công việc có tầm nó nguy hiểm hơn. Đó chính là mình sẽ làm một cái thí nghiệm về sức mạnh của kiếm sĩ huyền thoại Yoriichi. Vì hôm qua mình đã ẵm được Yoriichi về nhà, nhưng mà sức mạnh thật sự thì mình chưa có thấy được. Thế nên là hôm nay mình dự tính là sẽ kiểu như tạo ra một cái trận chiến giữa kiếm sĩ huyền thoại và tên chúa quỷ Muzan. Ôi trời, đó. Kể cả ăn trộm mà vô nhà thôi là chỉ với một nhát kiếm cơ bản là Yoriichi đã hạ được rồi. Cũng đủ hiểu sức mạnh rồi đó. Mà chắc bây giờ thì muốn bắt được Muzan thì mình phải bắt buộc là phải dùng máu của hắn. Thì hắn mới kiểu như là không có đề phòng và mình mới ẵm hắn về được. Cũng khá là căng đó nha. Nhưng mà đánh đổi thôi, liều ăn nhiều. Ui, mà trời sáng rồi. Trời sáng thì khó lòng mà tìm được hắn. Nhưng mà cũng không phải là không có cách đâu. Mình sẽ trở lại cái pháo đài vô cực. Tại vì ở trong cái pháo đài đó thì hắn rất là hay xuất hiện luôn. Với cả là bữa nay mình cũng muốn thử chiến đấu lại với hắn để coi coi mình có thể farm được cái súp tua hoặc là cái tai của Muzan hay không. Bạn có bao giờ chán nản vì điện thoại của mình không đủ dung lượng để lưu trữ ảnh, video? Dù điện thoại là 64GB, 128GB hay là 256GB thì vẫn không đủ. Vậy thì đừng lo, hôm nay mình sẽ giúp các bạn tìm ra giải pháp cực kỳ đơn giản. Đó chính là ứng dụng Terabox với dung lượng lưu trữ đám mây lên đến 1024GB. Không đùa đâu, chính xác là 1024GB, hoàn toàn miễn phí cho bất kỳ người dùng nào tải ứng dụng Terabox về sử dụng. Bên trong, Terabox có rất nhiều tính năng như tự động sao lưu hình ảnh, video về ứng dụng, không bao giờ bị lo mất, giúp các bạn lưu trữ, chia sẻ, sắp xếp, quản lý các dữ liệu cực kỳ tiện lợi. Ứng dụng Terabox còn đi kèm công cụ phân tích không gian điện thoại, dễ dàng xóa những video, hình ảnh đã được sao lưu, giải phóng dung lượng bộ nhớ điện thoại, giúp tăng hiệu năng, giảm giật lag cho điện thoại của các bạn. Đặc biệt, Terabox còn cung cấp một kho tàng phim đủ các thể loại cho các bạn có thể tha hồ lựa chọn và xem, giải trí sau các giờ học tập, làm việc căng thẳng luôn. Vậy thì còn chần chờ gì nữa? Tải ngay Terabox theo đường link mình đặt dưới phần mô tả của video hoặc tìm kiếm với từ khóa Terabox ở App Store hoặc là Google Play nhé. Ây da, mới trở lại cái pháo đài vô cực thôi thì mình đã bắt gặp thanh máu của hắn rồi kìa. Mà thường thì mình thấy là hắn không có xuất hiện ở mấy cái nơi bên ngoài như vậy. Hắn hay xuất hiện ở bên trong lắm nha. Bên trong những cái công trình này nè. Nên là việc tìm hắn cũng khá là vất vả. Thử ở đây trước đi. Chỗ này lần trước bem hắn một lần rồi. Bây giờ hắn không xuất hiện nữa. Con quỷ này hung dữ vậy. À, được quá cà. Này thì hung dữ hả? Xử luôn. Đằng kia có con quỷ cầm hai cái giống như là hai cái quả cầu vậy coi. Để mình đánh cái con quỷ này coi có rơi ra không. Từ đầu tới giờ mình đánh cái con quỷ cầm hai quả cầu đó thì nó chưa có bao giờ rơi ra cho mình hết. Trong lúc chờ đợi tìm tên chúa quỷ thì mình sẽ đánh những cái tên quỷ dưới trướng hắn trước đi. Khởi động trước cái trận chiến trong ngày hôm nay nè. Thì ra hắn trốn ở dưới này. Ui, mà đây là cái căn phòng kính luôn nha. Thôi được, mình sẽ đánh nhau với hắn trong cái căn phòng kính này. Ở đây thì mình chỉ cần bất cẩn mà không kịp chạy thôi là có thể là tử trận trước hắn ấy. Nhưng mà mình sẽ cố gắng cẩn thận nhất có thể khi mà chiến đấu với hắn. Còn bây giờ thì bắt đầu trận chiến này nào. Đề ba trước. Tới cục chuyện hắn luôn. Mình đã cứu rỉa hắn được rất là nhiều máu rồi cơ. Wow. Không biết là hắn có tung đòn mới hay không đây. Nhưng mà ở đây hình như mình hơi thiệt thòi với hắn hay sao á. Kiểu như cái nơi này hẹp quá, mình không có né đòn hắn dễ được. Khi mà chiến đấu ở cái vùng này thì hầu như là lợi thế đều nghiêng về hắn hay sao á. Hắn dồn combo mình thốn ghê luôn. Nhưng mà mình sẽ không từ bỏ đâu. Không được bỏ cuộc. Vì mục tiêu là săn được cái xúc tua với lại cái miệng từ cái bụng của hắn. Mình sẽ tiếp tục chiến đấu. Rồi lần này lần này hắn cũng không có rơi ra cái xúc tua gì hết. Cái tên Muzan khốn kiếp này thiệt luôn, đánh mình bầm dập hết và không có rơi ra đồ. Chắc mình sẽ đi săn hắn thêm vài lần nữa mới được. Đợi một xíu, hắn hồi sinh lại cái đó. Rồi mình sẽ đánh thêm một chập nữa. Chứ mình đầu tư 2 thanh kiếm có cái dòng nhạt luôn á, mà không farm được thì cũng hơi ổn. Ấy, nhưng mà đằng kia nó có cái khối gì á? Cái này là cái rương. Hắn xuất hiện ở cái nơi cũ. Đây là nơi từng diễn ra một trận chiến của mình và hắn lần đầu bước qua cái pháo đài vô cực này. Thôi được, lần này thì mình sẽ tiếp tục khiêu chiến với hắn. Đề bá nào, bước vô trận chiến luôn. Lần 2 đối đầu với hắn ở nơi này rồi. Để coi lần này mình có thể đánh hắn rơi ra cái tai quỷ hay không. Cố lên. Ui. Rồi hắn bắt đầu biến thành cái dạng quỷ này rồi. Dạng này thì hơi khó sơi hơn một xíu, nhưng mà mình sẽ cố gắng giữ khoảng cách mới được. Nơi này thì nó rộng hơn á, nên mình có thể vừa đánh và vừa giữ khoảng cách. Lợi thế chỉ sẽ nghiêng về mình thôi. Hắn cũng bắt đầu tung những cái đòn huyết quy thuật mà tầm xa rồi kìa. Nhất là chiêu phát nổ này, mình ghét chiêu này. Mỗi lần hắn dùng cái chiêu này là mình sẽ bị choáng một lúc ấy, không có dùng được những cái hơi thở luôn. Rồi. Giờ thì mình có thể dùng lại được rồi. Tới công chuyện thôi. Người áp sát chứ gì, mình sẽ không cho hắn cơ hội áp sát đâu. Mình sẽ không cho hắn áp sát. Đẩy hắn ra liên tục. Rồi, và dùng thêm hơi thở sấm sét nữa. Tại vì hơi thở sấm sét có khả năng lướt rất là nhanh luôn, và mình có thể giữ khoảng cách nữa. Rồi, và không quên là đánh bằng thanh kiếm có cái dòng nhặt nha, để kết liễu hắn và dễ rơi ra những cái xúc tua hơn, hay là cái tai quỷ. Ê, hắn áp sát được mình, hắn đánh mình thốn quá. Công nhận khi mà hắn áp sát thì hắn dồn combo rất là thốn luôn. Đi ra đi. Hắn còn 150 máu. Mình phải sử dụng nhiều cái hơi thở kết hợp lại với nhau mới được, chứ dùng một hơi thở có vẻ đánh hắn cũng hơi đuối đấy. Rồi liên tục là dùng hơi thở của lửa nè. Thức mạnh nhất của hơi thở của lửa. Kéo được rất là nhiều máu hắn rồi. Yes. Lần này thì kết thúc thôi. Kiếm nhặt 3. Vẫn không rơi ra cái xúc tua. Ghét thế nhờ. Cái tỷ lệ nhặt được cái xúc tua của Muzan có vẻ rất là hiếm luôn ấy. Lần thứ 3 hắn xuất hiện thì hắn xuất hiện ở trên nóc luôn à. Được ấy. Lần này thì chắc khác một xíu à. Mình sẽ vừa kết hợp kiếm pháp và vừa dùng máu của hắn luôn, để mình dùng cái huyết quy thuật từ Tanjiro rơi qua hôm qua cho mình nè. Mình sẽ dùng cái này để đánh hắn một chập mới được. Vô nào, tới công chuyện nào. Nhưng mà nên giữ khoảng cách nha, nhưng mà cũng phải từ từ thôi, kẻo đánh dữ quá rồi hắn rớt xuống cái khoảng không kia nữa thì mệt. Nhưng mà hình như ở đây nó có cái dòng lập thời gian rớt xuống dưới không có sao ấy, nên chắc cũng đỡ lo hơn một xíu. Rồi, và cái huyết quỷ thuật từ Tanjiro ác quỷ rơi ra cho mình có vẻ cấu rỉa hắn khá là hiệu quả nè. Hắn không đụng được vô người mình luôn. Nhưng mà bây giờ có vẻ hắn đụng được rồi. Mình với hắn xài huyết quy thuật có vẻ khá là giống nhau luôn á. Mình có thể dùng chiêu phát nổ giống hắn nè. Người phát nổ ta hổm rài chứ vậy. Bây giờ mình cũng sẽ phát nổ giống hắn luôn. Nó hổm liền. Mình còn dùng được cái huyết quy thuật quả cầu năng lượng nữa nè. Trượng hắn. Hổm chứ cưng. Rồi thêm một đòn nữa. Đó. Cái đòn này là đòn khiến hắn bị tê liệt nè. Được được được, mình nên dùng cái đòn đó để làm hắn tê liệt và dễ dàng combo hơn. Hợp lý hợp lý. Nhưng mà cái hồi chiêu của nó thì khá là lâu luôn ấy. Cái quý thuật đó mạnh thì mạnh, nhưng mà nó cũng có cái nhược điểm đó nha. Nên là mình dùng cũng hạn chế thôi. Rồi giờ thì chắc mình có rỉa hắn như đây là được rồi. Chuyển sang dùng kiếm pháp để tiêu diệt hắn thôi. Wow. Nhưng mà hắn không chịu tha cho mình. Hắn lại dùng cái skill phát nổ tiếp. Thôi được, người thích thì ta chịu. Mình cũng sẽ phát nổ hắn luôn. Không biết là lần này mình đánh hắn thì hắn có chịu rơi ra cái xúc tua cho mình hay không nữa đây. Lần thứ ba rồi. Ui, hắn hất mình lên trời luôn kìa. Cậy thì chứ. Chẳng lẽ mình dùng cái rìu từ thanh niên bò nấm ta? Được, mình sẽ dùng rìu của boss bò nấm mình đánh hắn. Ui nhưng mà cái rìu này đánh không ăn thua. Ow. Phải dùng kiếm của thợ săn quỷ thì mới đánh hắn gây được nhiều sát thương được. Nhiều căng rồi. Nhưng mà mình cũng sắp làm được rồi, cố lên. Tầm một thức nữa thôi. Thành công chưa? Ý hắn vẫn còn nhiều máu lắm. Wow, mình thi triển nguyên cái thức hơi thở mặt trời trúng hắn vậy mà hắn không sao hết. Rồi bây giờ thì sao? Vẫn không có rơi ra cái xúc tua kìa. Không. Thiệt. Chết tiệt thiệt mà. Tại sao? Những con ác quỷ khác thì mình đánh thì thường nó sẽ rơi ra cái huyết quy thực mà nó dùng luôn, hoặc là các bộ phận của nó. Nhưng mà riêng cái tên Muzan đáng ghét này thì hắn không dễ dàng rơi ra như vậy. Ê, có chừng lọt xuống dưới. Ghét ghê luôn á. Như tên ruồi này chẳng hạn. Tên ruồi này thì mình chặt hắn thì hắn sẽ rơi ra cái huyết quy thực tơ của hắn liền. Ui, ao. Ghê vậy. Đó. Ủa, không rơi ra luôn. Nè, có nè. Ít ra phải vậy chứ. Còn tên Muzan đó thì ích kỷ, đánh hắn bầm dạp luôn mà hắn không chịu rơi ra cho mình. Cái tội ích kỷ này mình sẽ dắt hắn về và đưa cho kiếm sĩ huyền thoại Yoriichi chừng trị mới được. Này thì ích kỷ. Người xuất hiện đi. Mình bế hắn về liền luôn. Nóng rồi đó. À hắn xuất hiện rồi. Kìa kìa. Tới công chuyện rồi. Đừng hòng chạy trốn nha Muzan. Người đã bị ta tóm rồi. Ồ, ở đây nó còn có cái rương nữa. Khoan. À, thì ra trong rương ở đây nó còn giấu những cái sừng quỷ nè. Mà quên cái sừng này thì mình từng đội rồi mà ta. Mấy cái sừng này lúc đầu mình hay đội lắm, nhưng mà thôi, giờ mình có vương miện mình đội vương miện đi. Không rồi. À quên, tập trung chuyên môn nè. Mấy con quỷ này đi ra chỗ khác. Để mình tập trung chuyên môn, mình bế cái thanh niên này về mới được. Ngày tàn của ngươi đã tới rồi. Trên đường về, ví dụ mà mình gặp thêm vài tên Muzan nữa thì chắc mình sẽ bắt thêm á. Ủa, lạ vậy ta. Hôm bữa, mình đi ngang cái vùng băng này gặp Muzan đúng nhiều luôn. Mà bữa nay đi ngang thì không hề thấy tên nào xuất hiện hết. Kỳ lạ thiệt đó chứ. Wow, ở dưới này nó còn có cái hố gì nữa nè. Mình có nên ẩm cái tên Muzan dục xuống dưới cho hắn biết mùi không ta? Cho hắn biết đau đớn đồ các thứ chứ. Ôi, rồi xong rồi. Hắn ở trên nè. Đi xuống dưới thử đi. Đi xuống dưới. Này thì chú quỷ độc ác nè. Rồi mình sẽ xuống dây thử coi. Coi đây là công trình gì vậy? Công trình này lạ hả ta? Băng tuyết không hả? Có lòng spawner rồi nữa nè. Mình qua vùng băng hõm rài chắc được một ngày, nhưng mà lần đầu mình gặp cái công trình này. Wow, nó còn có giáp đồ nữa. Mà không có táo vàng. Ui, nó còn có banner đẹp. Được đó nha. Cái gì chứ banner đẹp là lụm mang về liền. Chắc lan hoanh ở đây thì cũng chỉ có vậy thôi. Nên chắc là mình sẽ lấy thêm vài cái banner nữa rồi tiếp tục đi chở Muzan về nhà cho Yoriichi xử lý nào. Thấy hắn hung chưa? Đụng hắn nhẹ cái thôi mà hắn quýnh bằng huyết quy thuật cực mạnh mà. Trên đường cái đấy. Au. Trời. Trên đường về mình gặp xà trụ cái mình định lợi hỏi thăm thôi mà. Trời đất ơi, xà trụ quánh mình đau quá. Ui thôi. Ui cũng có Tanjiro nữa. Yêu. Còn có chú quỷ đây. Ok, mình sẽ để hai chú quỷ ở trên nhau rồi dắt về cho tiện. Ui, thôi, đừng có đánh nhau. No, 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 no. Ui, bây giờ làm sao mình can đây? Ôi, xong rồi. Đừng có đánh, về nhà có người sợ. Chết tiệt thiệt. Hư bột, hư đường hết rồi. Ấy. Bây giờ mình mà can vậy chắc mình cũng bị dạ lây luôn á. Rồi luôn, một trụ cột đã đi rồi. Tự nhiên quýnh hắn chi vậy? Nãy mình tham quá, mình tính dắt hai tên Muzan về một lượt ấy. Làm cho xà trụ với Tanjiro bị chú quỷ quýnh cho sắp mặt luôn. Rồi, người sẽ sớm trả giá thôi, tên Muzan độc ác. Không được, không được. Để cái tên này vô trong cái lều này thì hắn sẽ bị mất máu vì... vì bị kẹt cái đầu á. Mà phải tìm cách để che nắng cho hắn. Thì mình mới tiến hành cái công cuộc là làm cái nơi cho Yoriichi xử tử hai tên này nữa. Rồi, ok. Tạm thời là như vậy đi. Bây giờ thì mình sẽ dùng cái xẻng của mình để mình đào nhiều cát một xíu. Tại vì mình muốn làm giống như là một cái căn phòng. Rồi sau đó nhốt cái tên Muzan này và Yoriichi chung với nhau, để cho Yoriichi tiến hành thi triển những cái hơi thở mạnh nhất và chém cái tên Muzan này thành nghìn mảnh luôn nha. Ok, kế bên mình có cát nè, đi lấy cát thôi. À, mà trước khi vô nhà để mình làm ngậm sữa cái đó. Trước cửa nhà là kiếm sĩ huyền thoại đó. Giờ mà mình thử mình biến thành quỷ, mình đứng trước mặt chắc là mình... Rồi, và công việc đầu tiên sau khi về nhà là mình sẽ nung toàn bộ số cát mà mình đào được ra. Nung vô đây. Để một tí mình còn xây lên một cái kiểu như là sàn đấu trong suốt. Đó, ở bên ngoài mình sẽ không có bị kiểu như là dính cái đòn và có thể tận hưởng được trọn vẹn cái trận chiến giữa chúa quỷ và kiếm sĩ mạnh nhất. Nghĩ tới thôi là mình thấy hơi bị hấp dẫn rồi. Giờ ra ngoài coi tình hình cái thanh niên đó như thế nào à. Đấy, ok, vẫn ổn, vẫn ổn. Ừ, ngươi hồi phục đi, tranh thủ hồi phục để xíu còn bị ăn hành nữa. Và cái chỗ đánh nhau đấy thì nên đặt ở đâu ta? Mình đang tính là đặt ở sau cái sân vườn á, nhưng mà nghĩ lại thôi, đó là nhà của mình mà, đánh nhau rồi lỡ sập nhà mình hay là cháy nhà mình thì sao? Vậy thì cũng không được. Thế nên là mình quyết định mình sẽ dời sang khu vực này đi. Khu vực này thì nó cũng tương đối là trống nè, ngay cái khoảng này. Rồi, và mình sẽ bắt đầu dùng cái thủy tinh này để mình làm một cái kiểu như là bức tường. Rồi sau đó kéo dài lên. Và chiều cao thì chắc mình sẽ cho cao tầm như đây nè. Ok, mình sẽ cho cao cỡ như đây đi. Nhỡ mà thi triển mấy cái thức dữ quá thì Yoriichi cũng không có văng ra ngoài. Và mấy cái hồ nước này các thứ là mình sẽ lắp lại hết luôn. Nhỡ đầu Yoriichi lọt xuống cái hồ nước này rồi thất thế, thế là bị cái tên Muzan đó chèn ép thì sao? Vậy thì không có được ha. Lắp nước xong thì chắc mình sẽ chuyển sang mình dọn cỏ cho trống một xíu. Khu điều vực này nó bị bỏ hoang á, thành thử ra là cỏ nó mọc tùm hết. Mình dọn bớt mấy cái cỏ cao đi. Rồi xong xong. Ủa mà cái phần nóc mình có nên ốp luôn không ta? Mình còn dư khá là nhiều thủy tinh á. Chắc mình sẽ ốp luôn cái phần nóc ở phía trên cho chắc cú quá. Tại vì cái hơi thở mặt trời có một vài cái thức nó có khả năng lướt và nhảy khá là cao. Mình lo là Yoriichi sẽ nhảy một phát ra ngoài rồi bỏ lỡ trận chiến này thì không được. Thôi được rồi. Mình còn dư thủy tinh thế nên chắc mình sẽ ốp nốt ở phía trên luôn á. Mình làm xong hết các thứ về cái công đoạn setup rồi. Mà trời vẫn còn sáng hả ta? Hay là mình tranh thủ mình đi kiếm thêm Muzan để về một xíu mình đánh nhau với Yoriichi luôn nhờ. Hai Muzan thì đánh không đã. Thôi được. Giờ mình đi lạng quạng ở ngoài vùng sa mạc cái tới trời tối. Đợi kiếm thêm vài tên Muzan nữa, bắt về cho Yoriichi thể hiện luôn ha. Hợp lý, hợp lý. Lần nào trở lại đây nó cũng kiểu hỗn chiến cực kỳ luôn á. Ơi ơi. Ấy, au. Trời đất ơi. Bây giờ Nezuko còn đánh mình nữa. Và Nezuko khi mà đánh mình thì mình sẽ bị dính cái hiệu ứng là không thể hồi phục nha. Cẩn thận, cẩn thận. Ở đây rồi. Muzan đây rồi. Ui cẩn thận Nezuko. Chạy đi, đừng qua đây. Đừng qua đây. No. Trời. Cái tên khốn kiếp, người dám đánh Nezuko, ta sẽ đem ngươi về để cho Yoriichi đánh ngươi lại. Hết tiệt mà. Ô, ở đây còn có Tanjiro ác quỷ nữa. Ồ, thôi được, mình sẽ dẫn cả hai về luôn. Ê, nhưng mà có vẻ hơi khó nha, tại vì Tanjiro ác quỷ cứ chống cự hoài ấy, dắt về cũng hơi mệt ấy. Không được rồi, vậy là mình chỉ dắt được một trong hai thôi, chứ không thể dắt cả hai về chung được đâu. Kìa, mặc dù ngồi trên đầu Tanjiro nhưng mà tên Muzan vẫn đánh được. Khó rồi, khó rồi. Ai... thì cái tình luôn á. À... mắc một lúc sau mình mới càng ra được ấy chứ. Thôi. Đủ rồi. Bữa nay kiểu như xử nộm mỗi tên Muzan thôi. Thôi, dù sao thì Tanjiro cũng đôi lúc giúp đỡ, kiểu như là tiêu diệt quỷ, nên mình sẽ không dắt Tanjiro về để cho Yoriichi xử đâu. Ok. Cái thuyền này đầy à. Thôi thì ok, được. Giờ mình sẽ bắt đầu đưa những tên Muzan vào bên trong cái lồng kính này là vừa. Mà trong này mình không có cắm đuốc á, thành thử ra trong đây nó xuất hiện quái quá trời luôn à. Kìa. Cái tên Muzan được nước cái làm tới. Rồi, ngươi đó đi. Gán quẩy đi cưng. Đợi xíu tao quay lại. Hồi hộp quá à. Không biết là trận chiến một xíu nữa sẽ ra sao đây, và phần thắng sẽ nghiêng về ai. Tại vì bình thường một tên Muzan thì rất là mạnh rồi, nhưng mà lần này có tới tận 3 Muzan lận. Nhưng mà mình vẫn có niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh của Yoriichi, một kiếm sĩ huyền thoại từng là nỗi ám ảnh của tên chú quỷ này mà. Hy vọng là bữa nay mình có thể tái hiện lại sức mạnh của Yoriichi ha. Đây là tên quỷ cuối cùng rồi. Rồi, xong. Ba người ở đó đi, đợi tan xíu. Ta vô, ta dắt nhân vật chính ra để tiếp đón các ngươi nè. Ôi, what? Mình quên. Trời đất, mình quên uống sữa à. À, các bạn coi kìa. Sức mạnh của Yoriichi kinh khủng thiệt. Mình tính nhào vô bế cái, bị đánh có 2 đường kiếm thôi mà còn có nửa trái tim. Oh my god luôn. Đấy. Kiếm sĩ huyền thoại có khác. Giờ chắc ba cái tên Muzan ở bên trong đang rất là hoảng sợ đấy. Tới công chuyện nào. Bắt đầu thôi. Wow, trận chiến đã được bắt đầu rồi. Ê, mình cũng cần phải chuồn nha, trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. Ý. Và chưa gì, Yoriichi đã gần đánh bại được một tên Muzan rồi. Và bọn chúng đang khiếp sợ và chạy trốn kìa. Chạy đường nào cho khỏi. Ô. Để coi. 3 tên dùng huyết quy thuật một lượt. Nhưng mà có vẻ Yoriichi đang săn lùng từng tên. Cứ kìa. Wow. Và một tên đã bị xử rồi, còn 2 tên thôi. Tên thứ hai như cũng sắp bị xử rồi đó. Ấy, nhưng mà Yoriichi đang bị choáng hay sao á. Rồi xong được 2 tên rồi, còn một tên kìa. Yoriichi xử luôn đi nào. Tên niên chú quỷ đó đang bị hoảng sợ khi mà gặp Yoriichi á. Bây giờ mình sẽ đi vô luôn. Hì, ngươi có ngon ngươi lại đây. Nhóc ác, lại đây. Bình thường hung hăng lắm mà. Tự nhiên có Yoriichi ở đây cái hắn không dám lại ăn hiếp mình luôn nè. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi. Rồi, tới công chuyện rồi. Mình sẽ dụ hắn qua đây để cho Yoriichi xử hắn mới được. Nhìn hắn sợ mà thấy mắc cười quá à. Đường là chú quỷ nhưng mà gặp Yoriichi thì cũng tắt điện thôi. Lỡ rén rồi mình cho hắn rén luôn. Tới công chuyện nào. Rồi ngươi nghỉ chạy nha. Coi hắn tìm đường chạy trốn kìa. Nhưng mà tốc độ của Yoriichi thì khá là cao, vẫn có thể đuổi theo kịp. Để xem. Vài đường kiếm. Hắn còn chưởng ra một đòn nữa. Uầy, hắn chống chịu bằng cái đòn này thì rất là nguy hiểm nha. Cả Yoriichi cũng bị choáng cơ mà. Nhưng mà hắn sắp tàn đời rồi. Một nhát một. Hậu quả của việc tha hóa đấy. Này thì biến thành ác quỷ. Ô, nhưng mà sát thương mà Yoriichi lãnh cũng không ít đâu. Wow, ba tên chú quỷ đã đánh Yoriichi còn có 20 mấy máu thôi. Ồ, như vậy thì mình đón nha. Một mình Yoriichi có thể cân cỡ 4 tên. Chứ nhiều hơn thì mình sợ kiểu như những cái đòn phát nổ của tên Muzan đó sẽ làm Yoriichi bị choáng vào trong lúc đó và bị dồn sát thương thì sẽ toan đấy. Qua hên hồi nãy mình dắt về có 3 tên Muzan thôi. May thế không biết. Chiến đấu nãy giờ chắc cũng mệt rồi đó. Mình sẽ đưa Yoriichi về nhà để dưỡng thương mới được. Để ít hôm nữa Muzan có ghé nhà mình thì mình còn đưa Yoriichi ra ngoài và tiếp chiêu nữa chứ. Wow, mà công nhận thích mắt ghê luôn á. Kiểu như cảm giác nhìn cái tên quỷ mạnh nhất bị kiếm sĩ huyền thoại này chém á. Đúng kiểu là không trượt phát nào luôn. Chém phát nào là thốn phát đó mà. Không biết khi nào mình mới luyện được tới cái sức mạnh đó nữa. Chắc còn lâu á. Ồ, mà bữa giờ chưa có bữa nào mà mình được ngủ yên giấc hết. Ý, cho ngủ cái nào, trời đất ơi. Bữa giờ không có giấc nào, bữa nào mà mình ngủ yên giấc hết. Toàn phải đi làm nhiệm vụ nửa đêm không à. Nay cho ngủ giấc đi. Vẫn không ngủ được. Oh man. Đó. ra ngoài máy hiên ngủ thì cho nha. Không hiểu luôn. Hình như trong kia có Nezuko nên là tính là ác quỷ á. Nên là không cho mình ngủ gần hay sao á. Cuối cùng thì sau bao ngày thì mình cũng được ngủ một giấc yên ổn thôi. Tại vì hôm nay mình đã cho cái tên Muzan kiểu như là nhận cái kết đắng rồi. Là bị Yoriichi phanh thay luôn. Nói chung thì sức mạnh của Yoriichi là không thể ngăn cản luôn á. Hồi nãy các bạn cũng thấy rồi đó. Mình tính ra cũng hơi bị trâu á nha. Nhưng mà chỉ với 2 đường kiếm cơ bản thôi là mình đã bị Yoriichi đả thương nghiêm trọng rồi. Và khi bị đánh thì mình còn không thể hồi phục. Tương tự với khả năng của Nezuko á. Rất là khó chịu luôn. Tại vì quỷ được cái là hồi phục nhanh. Nhưng mà gặp Yoriichi đánh thì xác định không có hồi phục luôn. Kể cả tên Muzan mà còn phải bỏ chạy cơ mà. Rồi, và như vậy cái hành trình trở thành thợ săn quỷ mạnh nhất của mình có vẻ cũng gần hoàn thành rồi. Tại vì hiện tại mình vẫn thua sức mạnh so với Yoriichi thôi. Một huyền thoại sống mà, nên không thể bị được. Nhưng mà không sao. Mình cũng đã khá là thành công khi mà có thể tự tay tiêu diệt được những cái tên ác quỷ độc ác. Từ cấp bậc thấp nhất cho tới cấp bậc cao nhất. Đó chính là tên Muzan luôn. Ngoài ra thì trên cái hành trình này mình còn dắt về nhà được rất là nhiều trụ cột mạnh. Trong sát quỷ đội nè. Rồi còn có các trụ cột dễ thương các thứ nữa. Khá là tuyệt vời luôn. Tuy nhiên mấy thanh niên này không thì không dễ thương cho lắm nha. Lúc mà mình lỡ bị tha hóa xíu thôi là dí là đánh mình, thấy ghét lắm. Nhưng mà thôi, lỡ cứu thì cứu cho chót. Liệu rằng trong tương lai thì còn có những cái hơi thở nào mà nó xịn sò hơn hay không? Và trong cái hành trình này thì các bạn thích cái hơi thở nào nhất? Còn riêng mình thì mình thích hơi thở mặt trời nhất. Tại vì đây là hơi thở có thể nói là giúp ích mình rất là nhiều. Và chính cái hơi thở này đã giúp mình đánh bại được khá những con quỷ mạnh luôn á. Nhưng mà chỉ có tiếc một điều là mình chưa tìm hết những cái hơi thở thất truyền thôi. Mà chỉ mới tìm được hơi thở bóng tối cũng như là hơi thở của rồng ha. Còn cũng vài cái hơi thở thất truyền mà mình chưa có tìm được á. Nhưng mà không sao, chặng hành trình này nói chung cũng khá là thành công đối với mình rồi. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi suốt hành trình này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những series kế tiếp. Hổng rày ở ké nhà anh cũng hơi bị lâu rồi đó. Thôi giờ trả nhà anh nè. Cảm ơn nha. Trời đất ơi. Tính ra cái hành trình này mình ở ké nhà của Viêm Trụ hơi bị nhiều luôn á. Nhưng mà may quá. Viêm Trụ cũng không có kiểu như làm khó dễ gì mình ha. Thôi còn bây giờ thì chắc đã tới lúc để nói lời tạm biệt rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những cái hành trình kế tiếp của mình. Bye bye.